Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Lê Minh Đức GK. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh học miễn phí, luôn hướng tới các giá trị của phương pháp cho hiện đại nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy dạy bài số 1, lũy thừa. Nội dung bài hôm nay đó là chúng ta sẽ học lũy thừa với số 1 hữu tỉ. Chúng ta sẽ giải bài tập tự luận và giải toán trên máy tính Casio. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em nắm vững khái niệm lũy thừa với số mũ hữu tỉ, các phép toán trên lũy thừa với số mũ hữu tỉ và dùng máy tính để giải trắc nghiệm. Bây giờ chúng ta vào học bài mới. Mục 4 nhỏ, lũy thừa với số mũ hữu tỉ. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ được định nghĩa như sau: cho A thuộc R và I dương, và R là một số hữu tỉ. Trong đó M thuộc Z và N là số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 2. Khi đó ta định nghĩa như sau: A mũ R, A là cơ số, R là số mũ, sẽ bằng A mũ M trên N, sẽ bằng căn bậc N của A mũ M. Và đặc biệt ở trong định nghĩa này, nếu R là bằng 1 trên N, tức là khi đó M bằng 1, thì ta có A mũ 1 trên N bằng căn bậc N của A. Đó chính là cái nội dung của định nghĩa lũy thừa với số mũ hữu tỉ. Như vậy, lũy thừa với số mũ hữu tỉ có dạng A mũ M trên N, ta có thể đưa về căn bậc N của A mũ M với điều kiện hệ số I dương. Và N này là một số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 2. Đây là điều các em cần lưu ý để viết từ một lũy thừa với số mũ hữu tỉ về một căn bậc N. Bây giờ chúng ta sẽ viết lại cái định nghĩa này theo số mũ hữu tỉ âm như sau: A mũ R, trong đó R là một số có dạng trừ M trên N, thì khi đó ta viết lại là bằng 1 trên A mũ M trên N, và theo định nghĩa trên thì bằng 1 trên căn bậc N của A mũ M. Và chúng ta cũng có một trường hợp đặc biệt, đó là A mũ trừ 1 trên N sẽ bằng 1 trên căn bậc N của A. Như vậy, từ định nghĩa trên thì chúng ta suy ra lũy thừa với số mũ hữu tỉ là một số âm, thì được viết như ở dưới. Đây là hai kiến thức cơ bản các em phải hiểu để chúng ta vận dụng trong các bài tập sau này. Bây giờ thầy nêu lại một số tính chất của lũy thừa số mũ hữu tỉ như sau: với AB là các số dương, và dĩ nhiên AB là các số thực, RS thuộc tập hợp các số hữu tỉ Q. Khi đó chúng ta có cái tính chất như sau. Tính chất thứ nhất là A mũ R nhân A mũ S bằng A mũ R cộng S. Tính chất thứ hai, A mũ R trên A mũ S sẽ bằng A mũ R trừ S. Tính chất thứ ba, A mũ R tất cả mũ S bằng A mũ R nhân S. Tính chất thứ tư, A nhân B mũ R sẽ bằng A mũ R nhân B mũ R. Tính chất thứ năm là A trên B mũ R sẽ bằng A mũ R trên B mũ R. Tính chất này tương tự với tính chất lũy thừa với số mũ nguyên, nhưng chỉ khác ở chỗ nào kém biệt không? Trong lũy thừa với số mũ hữu tỉ và lũy thừa với số mũ nguyên thì các em để ý, lũy thừa với số mũ nguyên thì cơ số phải khác không, còn lũy thừa với số mũ hữu tỉ thì cơ số phải là dương. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng lũy thừa về số mũ hữu tỉ này để chúng ta sang giải một bài tập sau đây. Ví dụ cho biểu thức A như trên màn hình với x là số dương. Biểu thức A này được viết dễ dàng lũy thừa về số mũ hữu tỉ, chúng ta có 4 đáp án. Để giải bài này thì thầy sẽ trình bày các em hai phương pháp, một là tự luận, hai là sử dụng máy tính Casio FX580VNX. Bằng phương pháp tự luận thì chúng ta đi bình phương cả hai vế cho đến khi nào về phải hết căn thì chúng ta sẽ được kết quả.
ta viết lại biểu thức A bình phương lần thứ nhất, về trái là bằng A bình phương, về phải mật căn ngoài cùng. Như vậy ta được về phải bằng x nhân với biểu thức còn lại. Tiếp tục, chúng ta bình phương hai vế, về trái là A mũ 4, về phải x đầu tiên bình phương lên là được cái bình phương. Biểu thức chứa căn khi bình phương mật cái căn ngoài cùng. Như vậy chúng ta được x nhân với biểu thức còn lại. Tiếp tục bình phương hai vế một lần nữa thì ta được về trái là A mũ 8, về phải x bình phương lên, bình phương một lần nữa là x mũ 4, x bình phương là bằng x bình phương. Biểu thức chứa căn này khi bình phương mất căn ở ngoài cùng thì chúng ta nhân với x và nhân với biểu thức còn lại. Bây giờ tiếp tục chúng ta bình phương một lần nữa. Bình phương một lần nữa ta được về trái là A mũ 16, về phải là x mũ 4, bình phương lên x mũ 8, x bình phương lên được x mũ 4, x bình phương lên khi đó căn bậc 2 của x nhân với căn x bình phương lên, chúng ta được x nhân với căn x. Phần còn căn, chúng ta bình phương một lần nữa. Bình phương thêm một lần nữa, ta được về trái là x mũ 32, về phải là x mũ 8, bình phương lên là x mũ 16, x mũ 4, bình phương lên là x mũ 8, x bình phương lên là được x mũ 4, x ở ngoài cùng này bình phương, là được x bình phương, và bản thân căn này bình phương lên, chúng ta được x. Vậy ta được về trái là A mũ 32, còn về phải là x mũ 16 cộng 8 cộng 4 cộng 2 cộng 1, là như vậy chúng ta được là 31. Về x mũ 32 bằng x mũ 31. Bây giờ chúng ta nâng lên lũy thừa hai vế này là 1/32. Về trái chúng ta được A mũ 32 nhân về 1/32, kết quả bằng A. Còn về phải là x mũ 31/32. Như vậy chúng ta được biểu thức A là x mũ 31/32. Chúng ta chọn đáp án, đó là đáp án D. Bây giờ thầy hướng dẫn các em dùng máy tính để giải bài này. Trước hết các em vào menu 1, các em nhấn Shift răn thang Store, tức là các em chọn x là một số tùy ý lớn không. Số này lớn không và nhỏ hơn 1 đã đại diện cho x chưa. Sau đó chúng ta ở chế độ menu 1 thì chúng ta nhập cái biểu thức A này vào. Với x chúng ta chọn bằng A và chúng ta lưu vào biển B. Như vậy biển B này là biển B của kết quả A. Sau đó chúng ta sẽ gọi B lên và chúng ta trừ cho một trong những cái đáp án này. Mà kết quả nào sau khi thực hiện bằng 0 thì chúng ta chọn được đáp án. Bây giờ thầy thực hành trên máy tính. Bây giờ máy tính đang còn ở chế độ menu 1. Chúng ta nhấn Shift răng, Shift chấm gạt, chúng ta lưu vào biển A, Store. Chúng ta ngắt màn hình. Bây giờ chúng ta nhập biểu thức A với x thế bởi A mà chúng ta để lưu. Bây giờ chúng ta nhập biểu thức A như sau. Căn bậc 2 của x, x chúng ta gọi A lên là alpha A. Tiếp tục nhân về căn bậc 2 tiếp của x, gọi alpha A lên. Tiếp tục nhân tiếp với căn bậc 2 của x, gọi alpha A lên. Tiếp tục nhân với căn bậc 2 của x, tức là gọi alpha A lên. Tiếp tục một lần nữa nhân với căn bậc 2 của x, gọi alpha A lên. Như vậy là chúng ta đếm là 1, 2, 3, 4, 5 giá trị x nằm trong các căn, thì đây 1, 2, 3, 4, 5 nằm trong giá trị x. Các em quan sát ở trên màn hình lớn. Như vậy ta tính được kết quả này, ta sẽ lưu kết quả này vào biển B, Store B. Chúng ta ngắt màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ lấy B mà trừ cho các đáp án mà
kết quả nào bằng không thì chúng ta sẽ chọn được đáp án. Bây giờ chúng ta gọi B lên, alpha B trừ biểu thức thứ nhất là x. X tức là A, chúng ta gọi A lên, alpha A mũ 3/16. Mũ 3/16. Chúng ta nhân bằng. Các em thấy đây là một số khác không về đáp án A bị loại. Tiếp tục chúng ta trở lại. Chúng ta thay số mũ bởi 7/8. Chúng ta nhân bằng. Kết quả vẫn là một số khác không. Đáp án B bị loại. Bây giờ qua đáp án C, ta thay lại số mũ là 15/16. Bên trên chúng ta thay 15. Chúng ta nhân bằng. Như vậy là một số cũng khác không. Và như vậy là đáp án chính là đáp án cuối cùng, là đáp án D. Bởi vì ba đáp án kia bị loại thì đáp án đó là đáp án D. Tuy nhiên thầy vẫn thử lại để các em quan sát. Mẫu của số mũ là 32. Chúng ta sửa lại. Tử của số mũ là 31. Chúng ta nhân bằng. Các em thấy bằng không. Như vậy đáp án đó là đáp án D. Như vậy bài học hôm nay, thầy đã hướng dẫn các em hiểu thế nào là lũy thừa về số mũ hữu tỉ. Và chúng ta vận dụng kiến thức này để phối hợp các phép toán ở trên lũy thừa số mũ hữu tỉ cũng như căn thức để chúng ta giải các bài tập sau này. Như vậy bài học hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức JP hoặc website jplêminhđức.com. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.